Thưa quý vị và các bạn, hôm nay do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên chỉ một vài nơi ở khu vực Đông Bắc có mưa, còn lại phổ biến là không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc trên vịnh Bắc Bộ mạnh cấp 6, giật cấp 9. Tại Hải Phòng, thời tiết nhiều mây không mưa trời nắng, nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay là 27,7 độ. Đêm nay, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường, nên thời tiết các khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Tại khu vực Đông Bắc, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở vùng núi là từ 13 đến 15 độ. Ở các tỉnh Trung Du và ven biển từ 19 đến 21 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày mai, vùng núi từ 22 đến 24 độ. Trung Du và ven biển 25 đến 27 độ. Đêm và sáng trời rét. Còn tại khu vực thành phố Hải Phòng, ngày mai nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời lạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Và bây giờ là phần dự báo chi tiết các khu vực của Hải Phòng đêm nay và ngày mai.